Thưa quý khán giả, thưa bà con, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị trường tiêu thụ lúa gạo cạnh tranh gay gắt, giá bán khó có thể tăng cao hơn nữa. Do vậy, để đảm bảo lợi nhuận thì việc giảm thiểu chi phí đầu vào là hết sức cần thiết. Trong đó, giảm giống gieo xạ để có được mật độ thưa hợp lý là một giải pháp căn cơ nhất để thực hiện mục tiêu này. Vì sao giải pháp này lại quan trọng như vậy? Và trong bối cảnh áp lực dịch hại tăng cao, thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay, thì việc giảm mật độ gieo xạ cần được thực hiện như thế nào? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình Nông nghiệp bền vững của Đài Truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau thời gian dài đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, trên các vùng độc canh cây lúa xuất hiện ngày càng nhiều những yếu tố bất lợi. Đất đai thiếu phù sa bồi đắp, đồng ruộng không được vệ sinh kỹ nên tăng tỷ lệ hao hụt giống, chết mạ non, khả năng nảy chồi đẻ nhánh của cây lúa cũng kém hơn. Để đối phó, bà con nông dân có xu hướng gia tăng lượng giống gieo xạ để đảm bảo số chồi trên đơn vị diện tích. Nhiều trường hợp lượng giống sử dụng cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với khuyến cáo của ngành chuyên môn. Tại là đang xạ 30 kg công lớn đó. Nhưng mà tại vì muốn xạ dày là vì lý do vụ trước có bị mũi hành rồi, cho nên là đợt này tính xạ dày để cho nó có bị nó cũng đỡ đi. Ví dụ như mà 10 cây nó bị 3 cây thì nó còn 7 cây, lượng dày nó vẫn đỡ hơn. Thường là xạ dày để bù trừ lại khi mà dịch hại cũng như ốc rồi cũng như là do mắc rồi bà con người ta có thể lấy chỗ dày để giảm giá lại cái chỗ thưa do thiên tai rồi mưa gió bất thường đó. Đó bà con ta cũng dự trù là như vậy. Nếu mà xả thưa kết hợp xả thưa theo như dòng pha học rồi gặp mưa gió rồi cái đầu nó sẽ mắc giống, rồi không có lấy cái chỗ dày rồi không có chỗ dày để cấy cái chỗ thưa được. Cái vùng đất của mình á là nó đã nghèo về là cái phù sa, nghèo là dinh dưỡng rồi, cho nên là không cần phải. Nếu mà sau này cung cấp cái dinh dưỡng nó không đủ cung cấp cho hai cái nhánh hai bên đó là bà con ta không cần phải nở, người ta xả dày chút để cho người ta chỉ chăm sóc lấy một cây là một cây thôi. Thực tế sản xuất cho thấy bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang có xu hướng gieo xạ ngày càng dày, phổ biến từ 150 đến 200 kg giống trên 1 hecta. Lý do của việc làm này được cho là để bù đắp thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ xạ dày là nguyên nhân khởi đầu cho hàng loạt bất lợi về sau. Trước hết là phải tốn thêm chi phí mua lúa giống. Sau đó, để nuôi số lượng chồi với mật độ dày đặc cần tăng lượng phân bón, nhất là phân đạm. Khi ruộng lúa giáp tán quá sớm, bộ lá lại xanh đậm, sẽ dễ nhiễm bệnh, đồng thời thu hút nhiều loại côn trùng như rầy nâu, sâu cuốn lá, mũi hành đến gây hại. Để bảo vệ năng suất, đòi hỏi bà con nông dân phải tăng số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dễ gây mất cân bằng sinh thái. Áp lực dịch hại ngày càng nặng nề hơn. Những yếu tố trên làm cho giá thành sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng gia tăng. Song giá bán lúa gạo lại ở mức bình quân, khó cao hơn được nữa, dẫn đến lợi nhuận của bà con sụt giảm. Trước thực trạng này, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khuyến cáo cần đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà trước tiên là điều chỉnh lại lượng giống gieo xạ hợp lý nhằm hạ giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho người nông dân. Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kết hợp Trung tâm Khuyến nông các tỉnh thành thực hiện dự án xây dựng và nhân rộng mô hình giảm lượng giống gieo xạ trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung Bộ. Ở Vĩnh Long, dự án được triển khai với quy mô 30 hecta tại ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn trong vụ hè thu vào thu đông năm 2017. Bà con tham gia mô hình phải áp dụng nghiêm túc những biện pháp kỹ thuật ba giảm ba tăng, trong đó khâu gieo xạ có thể thực hiện bằng biện pháp kéo hàng hoặc xạ lan, nhưng phải đảm bảo lượng giống tối đa không quá 80 kg một hecta. Tiêu chuẩn giống lúa được cấp xác nhận trở lên, đồng thời áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật như bón phân cân đối, quản lý dịch hại theo nguyên tắc IPM, ứng dụng kỹ thuật tưới nước ngập khô xen kẽ. Ngoài việc được cán bộ kỹ thuật tập huấn toàn bộ quy trình canh tác, bà con nông dân tham gia dự án còn được hỗ trợ 100% giống và 30% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vào mỗi vụ sản xuất. Đầu tiên á thì mình rất là sợ, là bởi vì nó quá thừa. So với nông dân thì cái này nó không được phân nữa. Đó giờ mình xả nó 20 đến 25 kg là nó quen rồi. Mình thấy nó quá thừa. Thành thử là rất là nhát với cái mô hình rồi ngay lúc đầu. Trong vòng chừng 10 ngày đầu là nó thưa dữ lắm, thưa là thưa ra ruộng không dám đi ruộng luôn. Từ một tháng trở về sau, sau mấy đợt phân, đợt thuốc mình chăm sóc á, thì càng ngày thì nó cây lúa mình nó nở ra nhiều hơn. Rồi nó cứng cáp hơn. Đó là nó
kéo dần lại thì thấy nó an tâm hơn. Để khẳng định hiệu quả thực tế của mô hình, các cán bộ trạm khuyến nông huyện Trà Ôn đã cùng bà con kiểm tra số chồi lúa vào những giai đoạn sinh trưởng khác nhau như mạ, đẻ nhánh, làm đồng và giai đoạn lúa trổ chính để so sánh với những ruộng được gieo xạ theo tập quán của bà con bên ngoài mô hình. Kết quả ghi nhận cho thấy, tại thời điểm lúa được 10 ngày sau xạ thì những ruộng trong mô hình trung bình có khoảng 278 chồi 1 mét vuông, trong khi ngoài mô hình gieo xạ với lượng là 180 kg giống 1 hecta thì có đến 508 chồi 1 mét vuông. Đến giai đoạn đẻ nhánh thì ruộng ngoài mô hình vẫn cho số chồi cao hơn, cụ thể là cho đến 780 chồi 1 mét vuông, trong khi ở ruộng giảm lượng giống gieo xạ chỉ có 580 chồi. Điều này được lý giải là với lượng giống 180 kg 1 hecta thì số hạt giống trên mỗi mét vuông ở ruộng ngoài mô hình sẽ cao hơn, từ đó số chồi cao hơn so với gieo xạ chỉ 80 kg 1 hecta. Tuy nhiên, về lượng phân bón và diễn biến dịch hại thì ngược lại, do ít chồi so với lượng gieo xạ thông thường nên ruộng lúa thông thoáng, nhẹ phân, khi đẻ nhánh thì cho những chồi to khỏe. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, bệnh hại ít xuất hiện, tiết giảm được số lần phun thuốc ngừa bệnh so với các ruộng gieo xạ với mật độ dày hơn. Thì như trước đây ha, thì mình phải quăng khoảng, nếu mà đón đồng là mình quăng khoảng một công khoảng 10 kg phân đạm đi, thì bây giờ có thể mình quăng khoảng chừng 6-7 kg là vừa rồi. Theo mỗi năm một công khoảng một bao phân trở lên. Mấy năm trước đây là xạ là khoảng chừng 25 ngày cho đến 30 ngày là mình phải qua thuốc đi sạch rồi, tức là nó dày thì nó sẽ bị đậu ôn sớm. Mình gieo xạ dày, nó khít như vậy, rồi bà con mình bón phân đạm cao nữa thì cái lá của nó sẽ xanh mướt, rồi nó thu hút rất là nhiều cái loại sâu bệnh. Hồi xưa ông bà mình á là khoảng 25-30 ngày đó thì mới có cái đạo ôn tới ruộng, nhưng mà tới nay đó khoảng 14-15 ngày là ruộng đã có bệnh đạo ôn rồi. Và như vậy thì bà con thấy là mình phải một lần phun thuốc ở 14-15 ngày, rồi 24-25 ngày lại một lần phun thuốc nữa, chúng ta tăng thêm một lần phun thuốc và tăng thêm cái chi phí. Việc gieo xạ với mật độ thưa hợp lý, bón phân cân đối còn giúp quản lý hiệu quả các loại côn trùng gây hại trên lúa. Do làm tốt khâu vệ sinh đồng ruộng, tuân thủ lịch xuống giống tập trung né rầy, nên ngay từ đầu đã hạn chế dịch hại đến ruộng lúa. Khi không phải can thiệp thuốc trừ sâu rầy sớm, thì hệ sinh thái đồng ruộng được bảo vệ, tạo điều kiện cho các loại thiên địch phát triển. Thực tế cho thấy, những loại côn trùng gây hại phổ biến như là bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu vẫn xuất hiện ở các ruộng lúa trong mô hình, nhưng với mật số rất thấp, không có khả năng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của ruộng lúa. Một ưu điểm khác rất dễ nhận thấy ở những ruộng tham gia dự án giảm lượng giống gieo xạ là cây lúa được tăng cường khả năng chống chịu áp lực dịch hại cũng như điều kiện ngoại cảnh. Tuy bà con nông dân đã được giới thiệu về các chương trình 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà vẫn chưa áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sản xuất. Khi tham gia dự án, với sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết từ lý thuyết đến thực hành của cán bộ tập huấn, bà con đã mạnh dạn thay đổi tập quán, thực nghiệm những tiến bộ kỹ thuật trên chính mảnh ruộng của mình. Một trong những vấn đề được nhiều bà con tâm đắc là dù tiết giảm mọi chi phí, nhưng cây lúa lại sinh trưởng tốt hơn, những thiệt hại do tình trạng đổ ngã được giảm đi rất nhiều lần. Thì lúc ba chỗ thì nó thời tiết nó ngay nó cũng không thuận lợi lắm đâu nha, tại vì nó cũng mưa gió cũng nhiều, nhưng mà được có một cái là mình xả hàng nó thưa, cây lúa nó khỏe cho nên nó chống chịu được cái đổ ngã, hạn chế nhiều lắm. Chứ theo mà xả tay một lần thì năm nay có thể bị đổ ngã nhiều, tại vì lúc chỗ đó, thời điểm nó mưa rất nhiều. Chắc nước một năm chắc được 2 lần nước, nửa vụ chắc một lần cho rễ ăn sâu xuống á. Với cái nữa là vụ phân thì ở trên có tài trợ vụ kali á, ý phân lân, thành cho nên mình giải phân lân nó ăn dễ ăn sâu được. Rồi cây nó thưa thì cái cọng gạ nó bự, nó cứng cát được. Với tăng cường kali, gió không còn mưa gió là không đổ ngã, chứ thường năm là vụ này là cái khu cánh đồng này nó nằm láng chờ con luôn á. Mà năm nay là không có. Tuy mang lại nhiều lợi ích, nhưng vấn đề mà bà con quan tâm nhiều nhất vẫn là liệu xả thưa có đảm bảo năng suất hay không. Kết quả hết sức thuyết phục. Bởi không chỉ có năng suất được cải thiện, mà chất lượng hạt lúa cũng được cải thiện hơn so với canh tác bình thường. Theo phân tích của các nhà khoa học, năng suất lúa được cấu thành bởi các yếu tố là trọng lượng 1.000 hạt, số bông trên 1 mét vuông và số hạt chắc trên bông. Trọng lượng hạt do đặc tính giống quy định, còn số bông trên mét vuông và số hạt chắc trên bông sẽ thay đổi do quá trình canh tác của bà con nông dân. Vì vậy, trong mô hình gieo xạ thưa,
dù số bông trên đơn vị diện tích thấp hơn so với ruộng bên ngoài, nhưng nhờ bông lúa ở ruộng xạ thưa to và nhiều hạt chắc hơn, vì vậy năng suất vượt trội hơn. Giai đoạn trổ thì số bông ở trên mét vuông của cái ruộng của trong mô hình đó thì được là 570 bông. Còn đối với ruộng của bà con nông dân ngoài mô hình thì là 620 bông. Thì tuy nhiên số hạt chắc trên bông ở trong mô hình là dao động khoảng là 72 đến 75 hạt chắc. Còn riêng đối với ruộng nông dân ngoài mô hình thì dao động khoảng là 50 đến 52 hạt chắc trên bông. Thì từ đó cho thấy là cái năng suất của ruộng trong mô hình thì đạt là 6.8 tấn trên hecta. Còn riêng đối với ruộng của nông dân ngoài mô hình là 6.6 tấn trên hecta. Bữa nay tôi thu hoạch lúa so lại với cái vụ trước tôi xạ theo cái truyền thống thì năng suất nó trội hơn. Mỗi năm thì khoảng 6 tấn tới 6.5 tấn, năm nay được khoảng 7 tấn trên một ha. Bán được 5.200 một ký thì nó được khoảng 3.500 một công, thì trừ chi phí khoảng 1.500 thì là khoảng 2.000 trên một công đất. Cái giá thành sản xuất lúa đây thì khoảng 2.700 so bên ngoài 3.200 đồng trên 1 kg. Như vậy mình bán 5.200 thì mình lời trên dưới là khoảng 16 triệu. So bên ngoài thì tăng hơn khoảng 4 triệu, bên ngoài lợi nhuận bình quân chung của toàn tỉnh cái vụ này khoảng 11-12 triệu. Tỉnh đang cho cái dự án tiếp theo nữa là để từng bước để bà con giảm lượng giống gieo xạ trong toàn tỉnh. Và nếu mà chúng ta áp dụng cái này trong toàn tỉnh thì một vụ vậy chúng ta 180.000 hectare lúa trong năm nữa chúng ta đã dư được 11 tỷ và chúng ta giảm được cái lượng thuốc trừ sâu, thì cái môi trường đất đai là tài nguyên được tái tạo lại. Gieo xạ thưa được các nhà khoa học khuyến cáo từ nhiều năm nay thông qua nhiều mô hình dự án như là chương trình IPM, gói kỹ thuật 1,5 giảm hay 3 giảm 3 tăng. Qua kết quả từ các ruộng trong dự án giảm lượng giống gieo xạ cho thấy, khi ngày càng có nhiều yếu tố bất lợi thì việc gieo xạ với mật độ thưa thích hợp sẽ tạo tiền đề giúp cho bà con nông dân tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Quá trình giảm lượng giống gieo xạ cần được thực hiện từng bước và tùy điều kiện thực tế đồng ruộng mà bà con có thể chọn lượng giống khuyến cáo phù hợp. Nếu như bà con nông dân sản xuất 200 kg, gieo trồng 200 kg giống trên 1 hectare, thì bây giờ chúng ta nên giảm xuống còn khoảng 150 thôi. Bà con nào đã gieo 150 rồi thì chúng ta có thể giảm xuống 120. Bà con nào đã gieo 120 chúng ta giảm xuống 100. Còn ai đã gieo 100 rồi thì giảm xuống 80. Cái mức độ 80 kg lúa trên 1 hectare là một cái mức độ cho năng suất tối ưu. Và chúng ta ít tốn chi phí về phân bón, ít tốn chi phí về thuốc bảo vệ thực vật và cho cái giá thành sản xuất thấp nhất mà năng suất chúng ta đạt hiệu quả nhất. Vì thế rằng là việc giảm cái lượng giống này sẽ được hiểu ở từng cấp độ của bà con nông dân sử dụng. Đây không phải là một chủ trương, đây cũng không phải là một phong trào, mà đây là một sự khẳng định về sự tiến bộ của cái khoa học kỹ thuật mà đã được chứng minh trên toàn thế giới và đã được chứng minh ở đồng bằng sông Cửu Long. Không lý do gì mà chúng ta không thực hiện. Cái lượng giống tối ưu cho đồng bằng sông Cửu Long là 80 cho đến 120 kg, và chỉ những vùng rất là không thuận lợi mà có thể tác động của các cái bề mặt ruộng không bằng phẳng hoặc là do phá hoại của ốc bươu vàng thì nông dân có thể xả lấy 120 kg, chứ không nên xả quá. Sự thành công của mô hình giảm lượng giống gieo xạ tại Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long nói chung đã khẳng định, dù điều kiện ngoại cảnh và áp lực dịch hại gia tăng, nhưng việc gieo xạ thưa từ 80 đến 120 kg một hecta vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất. Đây là một tiến bộ kỹ thuật đã được khoa học và thực tiễn chứng minh nhằm thực hiện thâm canh hiệu quả và bền vững hơn, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái. Vì vậy, các địa phương cần đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp bà con nông dân mạnh dạn giảm lượng giống gieo xạ theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn. Bà con nông dân và các bạn thân mến, chương trình nông nghiệp bền vững của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.